Kim Ngữ của Tân Thiên Long. Hôm nay mình rất là vui khi là được tham gia buổi offline Tân Thiên Long Mumbai. Cái phiên bản mới thì anh thấy là nó ok, tính năng thì nó cũng ổn, nhưng bật game thì ok. Hôm nay được gặp rất là nhiều bạn trong chung server, chung bang, gặp luôn kẻ thù nữa. Cái thái tin giáo mình coi cái phiên bản ra mắt lần này á thì nói chung là rất là kinh khủng. Thực sự thì cái buổi offline này mang đến cho mình một cái cảm giác thực sự rất là bồi hồi. Nó giống như là hồi tưởng lên cái sự hồi tưởng cái ký ức của mình ở cách đây cái khoảng thời gian mà ngày xưa mình đã từng gắn bó với Thiên Long Bát Bộ như vậy. Và buổi offline ngày hôm nay tuyệt vời. Cảm ơn buổi offline này ngày hôm nay. Cảm ơn. Tân Thiên Long Mobile VNG, tuyệt tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.